Các bác quan tâm sản phẩm gì các bác cứ comment mạnh trên kênh Tèo Đâu Quay chi tiết báo giá cho các bác tham khảo nhé. Vâng, chào bác Đặng Nguyễn ạ. Trả góp thì hiện tại bên em chưa có chương trình các bác ạ. Nhưng mà nếu mà nó nhỏ nhỏ tầm 10 triệu trở lại thì em có thể hỗ trợ được cho các bác trả góp. Còn trên cái đăng mức đấy thì trên mức ấy thì cái lợi là lãi suất người ta tính lãi suất nó cao nên là em không hỗ trợ được. Vâng, chào bác Trần Quang Thành ạ. Được 15 bác rồi. Các bác quan tâm sản phẩm gì các bác cứ vào comment mạnh lên em quay cho các bác xem nhá. Hôm nay trời ở chỗ em đang mưa. Vậy mà quay lúc nóng này. Các bác thấy xương sao này đợt này làm ăn kém quá, xương sao hở hết rồi các bác. Vâng, các bác hãy ủng hộ cho Tèo Đâu, hãy chia sẻ kênh dùm em để cho nhiều bác vào xem đấy nhá. Chào bác Phúc Vô ạ, 6215/95 là cũng chẳng biết khi nào nó có các bác ạ. Ăn may thì nó gặp thôi, nó hiếm lắm không có. Em cũng chẳng biết được khi nào về mà dùng cái đó có khi nó gặp ạ. Hay à, bác nhấn lên bác chơi 6315 đi. Bác chơi 6315 đi, đây em có 6315 đây ạ. Nó còn đẳng cấp hơn nữa. Đây ạ. Đây em có 6315 đây này. Chơi dòng này thì ba đường tiếng các bác nhá. 6315 là ba đường tiếng này, 4735X đây ạ. Có bác nào thích 4735X không ạ? 49 triệu đây ạ. Đẹp xuất sắc và zin 100% đây ạ. Đấy. 6315 đây. 6215 thì hôm nọ em có một cặp và em bán rồi. Hôm nay em còn có 6215 thôi, 4735X này. 738 đây ạ, hàng USA đây, 738 đây, hàng USA đây. Đấy, 738 hàng USA các bác nhá. Full đơn đây, giá trên 10 triệu đây, GX115 đây. 14 triệu các bác ạ, GX115 14 triệu các bác ạ. Đấy, 14 triệu, các bác nào chơi tầm 14 triệu, GX115 bát 40 một kèn đây. Đấy, đời 4 số thì đây ạ, 4725X đây, các bác nào thích đâu ạ, bát 40 một kèn. Phải nói là đẹp xuất sắc chứ không phải là đẹp bình thường nhá. Phải nói là đẹp xuất sắc, zin 100%, bao cho các bác chọn đời về những các cái cặp loa như này. Về vấn đề zin bất cứ khi nào các bác mở ra không zin, em vẫn chịu trách nhiệm với các bác. Đấy.